trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Lực xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chiều hôm nay thì nắng đã lên tới gọi là tới bản rồi các bác. Nắng đã lên tận đấy đầu rồi. Rất là may. Sáng thì mấy anh em đội chở vật liệu các bác cũng đã chở xong cái phần cắt sắt rồi. Hiện tại là ở bên kia là còn một xe phần cắt xay với lại cắt tổng hợp nữa thôi. Thế còn bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ đi xuống dưới nhà của ba ông cháu. Sau mấy quãng thời gian mà mưa dài ngày thì đến thời điểm hiện tại thì bắt đầu lại xây dựng được ngôi nhà rồi các bác. Thế bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà con chú anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Mặc dù là thời tiết nắng các bác nhưng mà vẫn kèm theo không khí là lạnh các bác, rất là lạnh luôn, lạnh đến nỗi mà hôm qua mà anh em lên rồi còn bị nảy hết cả mũi rồi. Ở đây ở trên nhà của ba ông cháu thì sẽ lạnh hơn ở dưới huyện một chút cô bác. Có những anh mà ship đồ hay là giao đồ lên cho cháu cô bác, các anh ấy bảo là ui dồi ôi lên đến đây lạnh quá, ở dưới kia ấm, ở dưới kia thì có vẻ như là nó ở dưới nó thấp hơn, thành ra là nó ấm ấm áp hơn cô bác. Đấy, các anh thì bây giờ đang nhìn thấy là lập thêm từ những cái tấm ván rồi các bác để mà làm cái phần phần kèo để mà xây được lên cao hơn một chút. Đấy, cháu Lực cũng nhìn thấy là ông lên cái chuyện này rồi các bác ạ. Chiếc mặt thằng này cho anh bạn ạ. Ô lung lô lung lô lung lô lung lô cắt chát này có phải là con lấy xi che mà chú Bình lấy che chú Bình nhở? Cắt chát này chú Bình ôm có ba người lên rồi. Nó là gì? Nó là? Nó bụng hết rồi. Thôi, nó biết có hai nè. Ừ. Thôi ra. Ông bảo Zep hôm nọ cháu mua lên ấy thì cũng vừa cả quá đó. Thời tiết hôm nay thì rất là nắng. Đi đi xẻ rồi. Đi xẻ quá. Mai nó mới ra làm. Anh Vinh thì hôm nay là đi xẻ ván ở trên này rồi các bác. Chắc có khi là đang thiếu một chút đấy. Anh Vinh xẻ trên này đúng không anh? Đúng rồi. Đang thiếu ván để đi sớm cũng biết. Dép cái gì kìa. Vâng. Đấy, anh Vinh thì đang xẻ ván ở trên này, chắc có khi là bây giờ cháu được cũng lên trên này một chút các bác. Xem là anh ấy. Chị nghe lại không? Đúng rồi. Anh không lấy cái đệm anh ra phơi à? Không cần phơi đâu. Cứ nằm đó là nó khát khô mà. Em thấy bọn dính mưa đấy anh ạ. À. Đệm của anh ơi. Cấm. Ôi còn đông người anh à? Đông. Trên kia còn người nào nó không cứu? Hay là hết rồi?
anh Vinh thì hiện tại là đang lên trên xẻ cái phần ván gỗ luôn các bác. Cái nhà của ba ông cháu thì ở trên có đồi sau bó của bác, mặc dù là nó không được to mấy nhưng mà cũng đủ để xẻ, là đủ để làm ván gỗ, đủ để làm ván. Mấy đứa mình có thể đổ cái phần mái hiên ra một chút, cưa một hai cây, xẻ một hai cây là đủ rồi. Ở đây thì các anh thợ xẻ là các anh sẽ tự là vận chuyển với em cô bác. Cái này thì có mình với em chuyển sẽ không có can thiệp nữa. Hai anh em nếu mà hộ được thì hai anh em sẽ hộ thôi. Còn cái tấm này là tấm của nhà chú thôi. Nhà chú đường đây có khá là đông người ra hộ. Thì mấy người đấy. Cái này ăn cái ốc. Đây, lắc đầu đây. Cho này. Ông đi làm. Ông biết tập xin mấy đâu. Đừng phải dạy thì người ta mới cho. Chứ đâu rồi? Chứ về sau à? Đi thôi. Cái này mình chết. Các anh thợ là hôm nay sẽ xẻ xong là đến ngày mai thì các anh mới vận chuyển, có khi là đến chiều tối là các anh sẽ vận chuyển luôn. Anh Vinh đang xẻ trên này luôn. Hả, có 30 củ hiểu chưa? Đâu giỡn. Anh xẻ trong một ván chưa? Đang chuẩn bị xẻ cây tiếp theo. Xẻ được một cây rồi à? Xẻ hai cây rồi anh? Hai cây. Rồi. Ơ thế chú này là xẻ của nhà chú à? Chú bên trên à? Mà làm một ngôi nhà gỗ này thì phải vận chuyển gỗ đi. Gỗ phải nói là rất là xa các bác ạ. Cái nhà xưởng thì chỉ có thiếu để mà làm ván thôi. Hôm nay mấy anh em thợ lên trên này thì công việc cụ thể như nào anh? Hôm nay thợ lên thì nó đang đổ xong cửa ở trên đúng không? Xong rồi anh ở lên trên này là xẻ gỗ à? Ở trên này là hình như là trên này là đồi của nhà chú, còn đồi nhà xử thì ở tít trên kia các bác. Ở đây thì hôm nọ anh Vinh cưa từ hôm trước rồi, bây giờ khô là về cưa thì nha, là mới nhanh hơn. Đây là từ hôm nọ anh ra cưa rồi anh Vinh. Chặt lâu rồi. Vậy thời tiết thì mặc dù là nhìn có vẻ như rất là nắng các bác, nhưng mà cho lực với lại thêm những một số thanh niên nữa thì có nước phải mặc thêm vào khoác. Lạnh ấy nhở? Em dai có thể đeo nhiều vàng bạc để không sợ cướp à? Cho xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Nhưng mà đeo đây không sợ cướp à? Ô, cái này có vàng nhiều đây. Hôm nay thì có hồi nhà chú bắt cây không? Không à? Thế là cùng anh Vinh lên để cưa ván à? Cưa ván xong thì tí vác về luôn đâu. Đó à, là hộ anh vác 1-2 chuyến đúng không? Đấy, cái này thì cũng chỉ hộ các anh vác 1-2 chuyến thôi các bác. Mà mọi cái thì các anh Vinh với lại các anh thợ là tự lo hết rồi. Ôi, sắp chạy đi kia rồi.
Rồi. Bây giờ thì độ cưa độ tầm 2 cây ván như này thì là cũng đủ rồi các bác này. Ở đây thì có cả thêm rau dớn nữa này. Không hề tí hộ được chú chuyến nào thì cứ hộ chú chuyến đấy nhé. Chú thì cũng giúp gia đình mình nhiều rồi. Ở đây thì nếu mà nhà chú mà không có đông quan có đông con nữa các bác thì cũng giúp đỡ nhà sửa rất là nhiều thôi. Đáng lẽ ra hôm nọ là sửa nhà, hôm nọ là nhà chú cũng định đổi đất cho bên kia để làm nhà, nhưng mà do là cô chú cũng đông con thì ra là không có dám đổi. Nếu mà đổi như này thì sau này sợ là con cái lớn lên thì sẽ có xích mích chuyện gì nó xảy ra với em Sử hay là với em Hải, thì chú với cô thì cũng lo nghĩ cái điều đấy, thành ra là không có dám là đổi như vậy các bác. Ở đây thì ai cũng có lý do riêng cho mình cả thôi. Bây giờ thì anh Vinh đang sẻ ván gỗ trên, thì có lực sẽ lại di chuyển đi xuống những nhà của bao cháu xem là cái quá trình mà các anh xây dựng như thế nào các bác nhé. Và cũng tiện thể là quay video luôn cho tất cả thì cô bác anh chị là cùng biết thêm. Đây bây giờ thì hiện tại là các anh thợ là đang đổ cái phần để lên trên cánh cửa này cô bác. Cánh cửa đấy thì mình sửa ấy. Lanh tô hả anh? Cái đấy gọi là lanh tô à? Lanh tô hoặc sang cầu cửa. Sang cầu cửa đúng không? Đấy còn cái phần nhà vệ sinh thì hiện tại là bây giờ thì sẽ xây ra đến đây cô bác này, xong là để cửa ra đây. Hôm nay hôm nọ thì cháu Đức cũng nhìn thấy là rất là rộng và cũng được các cô bác anh chị ở trên kênh và các bác mạnh thường quân đã nói rằng là nhà vệ sinh thì mình nên để hẹp một chút thôi, còn là cái phần bên này thì có thể là mình sẽ vẫn còn để được đồ đạc ở đây nữa cô bác. Cái này là cho ba thanh sắt à anh? Để cho ba thanh sắt thế này thì phải nói là rất là chắc chắn luôn cô bác này. Đây chú. Đây, hôm nay thì có chú Bình này, chú anh Quang với lại anh Thanh, lại thêm cả anh Vinh nữa thôi. Cho một nắm đây này. Cho một nắm nó sợ chắc quá không anh? Làm nó phải chắc chắn chứ. Tổng tất cả là đủ bao nhiêu thanh anh nhỉ? Thế nào? Cửa sổ. Cửa sổ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu cái cửa sổ, bảy cửa sổ anh. Một cái ở bên này nữa. Đâu? Một cái ở phòng phòng bếp nữa. Bảy cái. Bảy cái cửa sổ, 1, 2, 3, 4. 5, 6 cái cửa chính, 6 cái cửa, 1 cửa chính, 2 cửa phụ. Một cửa chính, 2 cửa phòng, thêm cửa này nữa. Lăng tô, cái này gọi là lanh tô anh. Ôi, anh Thanh nó vẻ quần áo rách nách rồi anh. Anh Thanh. Có quần áo mặc đâu. Làm mãi phải có tiền mua quần áo này. Anh vừa cho đấy. Hả? Được mà. Đấy, bây giờ thì phải nói là các anh ở trên khu nhà cháu Lực này các bác này, bây giờ thì cũng gần đến mùa cuối năm rồi, cho nên là phải lao động rất là cần lực. Bây giờ thì cũng sắp đến Tết rồi, đến Tết là chuẩn bị mua quần áo mới cho con cái nữa, cho cả vợ con nữa, cho nên là đến cuối năm thì các anh cũng phải là
Phải nói là lao động rất là cần lực ấy cô bác. Và bây giờ thì chú Bình đang sàng cát để có khi là đến chiều các anh sẽ xay và lại tiếp tục là đặt gạch lên trên. Và bây giờ thì cái phần phòng ngủ thì có một cái phòng cháu Lực sẽ để làm hai cái cánh cửa sổ cô bác ạ. Đấy, ở đây thì cũng được là các bác Mạnh Thường Quân cũng có tư vấn với cháu Lực là mình làm hai cửa sổ thì nó sẽ thoáng hơn. Thì cháu Lực cũng nghe theo ý kiến của các bác Mạnh Thường Quân sẽ để thêm hai cửa sổ, là hai cái cửa sổ đấy là nằm ở phòng đằng trước thôi, còn phòng phía bên trên thì cháu Lực sẽ để là một cửa sổ thôi cô bác. Nà cái đằng à. Mặc ra hả? Cái đội thợ của anh Vinh với lại anh Thanh nữa, với lại chú Bình với lại anh Quang nữa, thì gọi là 5 người xay rồi, chỉ có một người phụ thôi, cho nên là cái đến cái tốc độ mà xay rất là nhanh này. Ôi đây con sâu gì đây này? Nó là con sâu thôi. Nhưng mà màu vàng đẹp đẹp này. Cái này sao ăn được mà? Đây chỉ có anh ăn thôi. Sâu này. Sâu màu vàng vàng đẹp đẹp ấy. Cái này làm nộm ăn ngon lắm. Mày làm độ tầm tiếng là xong hết chưa anh? 30 phút thôi. 30 phút á? Ừ. Bây giờ được 6 rồi nhờ. 6 lại cửa nữa thôi. À. Còn gạch này thì hôm qua các anh là phải dùng phơi ra hết, phơi ra một chút các bác thì gạch mới khô được, thì mới xay được. Đây anh, được bao nhiêu rồi anh? Được nhiều rồi. Đủ hết chưa? Chắc đủ, còn một cái nữa. Còn một cái nữa. Rồi sau cái quãng thời gian mà các anh nghỉ thì bây giờ các anh lại lên chuẩn bị làm ván để vận chuyển gạch nó xuống là nhanh hơn các bác, để tránh là gạch nó sẽ cũng sẽ hỏng hơn. Hết chưa anh? Chưa. Bên kia có một xô đây anh. Tối nay ai trả công ấy? Anh. Tối nay ai trả công ấy? Làm hết tiền anh đó gì? Hỏi anh Minh nhá. Ô cái này là hớt từ bên nào, bên này sang à? Phải không? Hớt từ bên này sang nó chả đủ à? Thế cái này làm nó phải có bài bản của nó mới đi được anh nhờ. Nó phải tung. Đấy, cái cắt xay này thì các chú phải, các anh phải sàng qua một lần nữa thì mới dám xay được các bác. Cái xe cũng hỏng hết rồi các bác ạ. Sàng hỏng ở đâu anh? À, bị dưới. Lên trên này thì anh Quang với lại anh Vinh thì hay trêu ở nhiều nhất các bác. Xong chưa anh? Liên tục đấy anh. Đâu? Hết thì ném xuống đây đi anh.
Thời gian hôm nọ thì cháu Lực cũng nói rất là nhiều các bác, cũng rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực với cùng với tất cả anh em đội thợ rằng là trời mưa nhiều quá không thể tiếp tục là trong cái quá trình mà xây dựng nhà được. Đây, ở đây thì các anh thợ thì hầu như là nhà nào cũng đều làm ruộng hết chứ anh? Có chứ, không làm ruộng thì lấy gì bán. Nhưng mà tầm này thì vợ anh ở nhà là làm việc, làm những công việc gì anh? Vợ anh ở nhà thì cắt cỏ thôi, có làm gì đâu. Thế như kiểu lười quá ông không làm gì ấy? Anh nó cắt cỏ cái này lúc nghĩ làm đâu, bây giờ nó củ mùa, nó phâu lắm. Anh phải nói là bây giờ thì ở trên vùng cao thì hầu như là những công việc mà thu hoạch lúa thì cũng đã thu hoạch hết rồi. Chỉ ở nhà là phơi thóc này, xong là lấy cỏ cho châu bò, xong là lấy rau lợn thôi. Lo lắng cho gia đình thôi, còn các anh là phải đi ra ngoài là kiếm tiền rồi. Hàng tháng là các anh là phải lo rất là nhiều khoản nữa. Nào là ngân hàng này, nào là tiền nước, tiền điện này, tiền sinh hoạt hàng tháng ở trong gia đình của mình nữa. Cưa xong rồi anh Vinh ơi? Xong rồi. Ông à, xẻ xong rồi à? Xong rồi. Vâng. Mai anh lấy cái máy cắt đấy anh. Ủa em cắt cái ở phiên bên kia đi. Lấy cái máy cưa cắt được không anh? Anh đang định lấy máy cưa cắt chú lại bảo lấy máy cắt. Thế lấy máy cưa cắt được không? Cắt sát à? Hay là cắt gì? Gạch. Cắt gạch nữa. Ngày mai thì mới xây được cái anh nhỉ? Bây giờ thì các chú đang làm cái phần để trên tấm ở trên cửa sổ với lại mọi cái nữa các bác. Anh Vinh thợ chính thì bây giờ cũng đã đi xẻ xong cái phần ván gỗ rồi. Ồ, nãy cái bày ở đây còn nhiều đấy anh. Anh Quang chiêu em đúng không? Ghéo bán thai bình tùm ăn thai bình tùm mà. Bây giờ nếu mà không có gì thay đổi là không ảnh hưởng thời tiết là hoàn thành sớm thôi anh nhở? Ừ, để cho nó chắc à anh? Mai. Cái này thì mai mới dỡ được. Nhưng mà tầm bây giờ kênh làm thì chắc độ tầm nửa tháng là hoàn thành hết cái phần thô này anh nhở? Bây giờ phần thô này bây giờ khoảng 3-4 ngày là xong hết rồi. Xây bằng khẩu hết rồi. Là xây thu hồi được đúng không? Ừ. Muốn chỉ cho viên hôm nay không à? Nhưng mà ăn thì mới tới. Ăn thì viên này à? Hả?
Ngày hôm nay thì các anh thợ là sẽ chuẩn bị là dàn giáo đây, xong là chuẩn bị gạch mọi cái. Ngày mai thì sẽ tiếp tục là xây các bác. Đấy, ngày mai thì sau cái thước phim ngày mai cháu được chia sẻ lên thì chắc chắn là ngôi nhà của bác cháu sẽ phải nói là thay đổi rất là lớn luôn các bác ạ. Đấy. Ở đây thì trước khi các anh vào làm cái gì thì các anh đều là chuẩn bị sẵn hết rồi. Ôi mũ của anh à? Phải không anh? Bây giờ thì các anh xây thì chắc phải là dùng cái dàn giáo rồi thì mới xây được. Đấy, gạch thì hiện tại là vẫn còn chưa được khô cho lắm cô bác, cho nên là nó bị vỡ rất là nhanh. Bây giờ thì lên trên xem trung bình một chút. Anh ra anh nhở? Vâng. Vâng. Cái tiến độ mà ngôi nhà của ba ông cháu tới đâu thì cháu được xé tiếp tục là ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng nắm gió tới đấy. Chỗ này có thể đếm được bao nhiêu viên đấy chú Bình nhỉ? Chỗ này có thể đếm được bao nhiêu viên đấy chú Bình? Dạ? À đây là sau chú Bình này. Ô cái này chắc bảo trẻ con nó lên xếp gạch nó muốn chơi đấy. Đây. Bố mẹ thấy có than à bố à? Đi tới bị sao tức không? Gạch này bây giờ nó còn ướt thì không có được chắc mấy đâu chú Bình nhỉ? Gạch này. Nó còn ướt quá. Nhưng mà biết thì lấy về xong là chỉ một đống xong lấy bát chê. Vâng. Nó khô rồi. Vâng. À mới tính đấy, lo hứa. Đây lần sau mà có mua thêm gạch cô bác thì phải rất là rút kinh nghiệm khi mà trở ra đường đóng như này thì mình phải dùng bạt che lại để cho nó tránh là bị ướt. Lốc lắc có cái đấy. Ồ, vẫn để mát hả chú? Nó còn chưa trơn cho lắm nhỉ chú nhỉ? Phải bôi thêm tí dầu, tí mỡ vào mới trơn được. Bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng sẽ lên trên kia là cùng anh Vinh với lại anh Sử với em Sử thêm anh Quang nữa lên trên để mót thêm những thêm một hai cái tấm ván gỗ về để cho các anh làm cái phần dàn giáo của bác. Có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Đấy, và cái tiếng nhạc của ba ông cháu
tới đâu thì cháu Lực sẽ tiếp tục cập nhật tới đấy cho tất cả cô bác anh chị là cùng nắm gió được. Cái kết thúc phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực, đã luôn luôn đóng góp những ý kiến và nhắc nhở cho cháu Lực để cái bản thân của cháu Lực được hoàn thiện tốt hơn trên cái con đường thuyền nghiện mà cháu Lực lựa chọn cô bác. Hay còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được nói là chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác anh chị.